Tuyến cao tốc Giang Nghĩa - Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước được đưa vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1454 QĐ-TTg ngày 1 tháng 9 năm 2021. Qua quá trình làm việc, tác động của lãnh đạo tỉnh, Quốc hội, Chính phủ đã đồng ý đưa đường cao tốc Giang Nghĩa - Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước vào kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành trước năm 2025. Xác định tầm quan trọng của tuyến cao tốc Đắk Nông - Bình Phước là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với hai địa phương. Đầu năm 2021, tỉnh ủy Đắk Nông đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Bình Phước việc phát triển tuyến cao tốc. Dự án được triển khai sẽ mở ra cơ hội rất lớn thúc đẩy kinh tế, xã hội hai tỉnh phát triển. Để dự án sớm triển khai, hai địa phương chủ động phối hợp thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Về phía tỉnh Đắk Nông đã triển khai quyết liệt các bước để dự án sớm được triển khai đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hai tỉnh thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận công tác thực hiện đầu tư, xây dựng trong giai đoạn năm 2021-2030 theo hình thức đối tác công tư, có sự tham gia của nhà nước, giao hai tỉnh đề xuất chủ trương, lập dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo quy định. Tại hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Đắk Nông - Bình Phước giai đoạn 2022-2025 được tổ chức tại thành phố Giang Nghĩa vào tháng 2 năm 2022, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh khẳng định, Đắk Nông mong muốn hợp tác sâu rộng với Bình Phước để xây dựng hạ tầng giao thông, trọng tâm là tuyến cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành, tạo ra đột phá trong phát triển, bởi tuyến đường này không chỉ có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế xã hội mà còn mang giá trị quốc phòng an ninh và mong muốn cùng Bình Phước chung sức để tuyến đường này sớm được triển khai. Sau quá trình gọi là kiến nghị đề xuất và đặc biệt có một cái cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến với tỉnh Đắk Nông thì nghị quyết này, tôi nhớ nghị quyết số 16 của Quốc hội 2021 vào tháng 7 thì đã ghi nói cái Đông Nam Bộ với Tây Nguyên. Mà nói Đông Nam Bộ Tây Nguyên là trước mắt là cái con đường chân thành với Đắk Nông. Trước mắt là như thế. Và nghị quyết của Chính phủ là nghị quyết số 16 vào tháng 9 nó cũng năm 2021 là ghi rõ là đoạn chân thành Đắk Nông sẽ được ưu tiên trong giai đoạn 21-25. Đây là những cái mà có thể nói là phá cái thế độc đạo cho tỉnh Đắk Nông. Vì Đắk Nông là chỉ có cái quốc lộ 14 đi ngang qua là chủ yếu, còn quốc lộ 28 thì mới được 66 đi qua Lâm Đồng và xuống Phan Thiết. Quốc hội và Chính phủ đã đồng ý chúng ta. Nên bây giờ tôi nghĩ rằng lãnh đạo hai tỉnh, mà đặc biệt là ủy ban dân có hai tỉnh và các sở ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giao thông Vận tải, đấy, sẽ bám nắm và đề nghị, đề xuất làm sao bố trí cho chúng ta các cái nguồn lực để mà phát triển con đường này. Con đường này là kết nối trước mắt là giữa hai tỉnh chúng ta, nhưng mà thực chất giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một con đường tôi đã từng phát biểu, không chỉ cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và kể cả vấn đề xã hội, vấn đề đền ơn đáp nghĩa với đồng bào Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về đề nghị sớm chấp thuận chủ trương hoàn tất bước chuẩn bị đầu tư khởi công dự án đường cao tốc đoạn Giang Nghĩa - Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước trong giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thống nhất và đề xuất phương án đầu tư để sớm triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Sau kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã tích cực phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước để triển khai các phần việc và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành chức năng, địa phương liên quan tổ chức thực hiện. Phát biểu tại hội nghị làm việc với tỉnh Bình Phước về phối hợp triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Giang Nghĩa - Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh khẳng định, tuyến đường cao tốc Giang Nghĩa - Đắk Nông - Chơn Thành - Bình Phước có ý nghĩa rất quan trọng,
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi địa phương của khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự án sớm triển khai sẽ đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Với sự khẩn trương và quyết tâm cao nhất của tỉnh Đắk Nông, tin tưởng rằng tuyến cao tốc sẽ nhanh chóng được triển khai, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong nhiệm kỳ 2021-2025. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp khẩn trương với Bình Phước, chuẩn bị các bước để dự án được triển khai sớm nhất. Tôi cũng thống nhất là thành lập ban chỉ đạo. Thì các đồng chí đề xuất hai đồng chí bí thư làm thì tôi nghĩ cũng tăng sức mạnh cho các đồng chí và chúng tôi là chỉ đạo thường xuyên hơn. Thì hai đồng chí chủ tịch là thực hiện cái thực thi nhiệm vụ này và dưới hai đồng chí chủ tịch thì có một cái tổ nữa, có những cái giúp việc cho cả hai đồng chí chủ tịch để làm sao mà kết nối thường xuyên liên tục. Tôi cũng thống nhất cái việc nữa là cho cái Bộ Giao thông là cơ quan chủ trì, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tốt nhất là như thế, còn ta bám vào đó ta làm thôi. Rồi ta có kiến nghị đề xuất. Và tôi cũng đồng ý ý kiến của đồng chí Mười, đồng chí Tự Hiền là sau đó các đồng chí bắt tay vào ngay để làm việc với Bộ Giao thông. Chúng tôi cũng có kết nối một số bộ rồi, cũng có trao đổi, có tính chất là trao đổi nói chuyện thôi. Để các bộ cơ bản là ủng hộ, trong đó có Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính ủng hộ. Thì chúng ta thì cũng xin hỗ trợ, cũng xin một phần nào đó thôi. Là chủ yếu là giao cho hai cái nhà đầu tư lớn ấy. Hai cái ông đó, để ông lo cho chúng ta, lo chúng ta. Và anh bảo là trong vòng 2 đến 3 năm thôi, khẳng định trong 2-3 năm sẽ hoàn thành con đường này. Đây là một cái kỳ vọng rất ước mơ khi nhân dân mà nghe cái con đường này người ta phấn khởi lắm. Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước có chiều dài đi qua tỉnh Đắk Nông dự kiến 37,7 km trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Rơ Lấp. Các hướng tuyến cao tốc đi qua địa bàn Đắk Nông đều đã được thông báo quy hoạch, giao cho các ngành chức năng quản lý mặt bằng. Tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đắk Rơ Lấp trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri rất tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước, địa phương. Đồng thời thông báo đến cử tri về dự án cao tốc Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước. Đường cao tốc thì qua làm việc với các bộ ngành cũng như Quốc hội thông qua, cái đường cao tốc này đáng lẽ là theo Bộ Giao thông và trước đó và chính phủ đưa ta vào cái giai đoạn sau 26-30, thậm chí là sau năm 30 thì có đường cao tốc Đắk Nông - Trơn Thành, Gia Nghĩa tới Trơn Thành - Bình Phước. Ý kiến cả lãnh đạo tỉnh, cả đoàn đại biểu Quốc hội thì Quốc hội sẽ thông qua cái nghị quyết. Sau đó là chính phủ, chúng tôi làm việc với thủ tướng và các bộ ngành thì chính phủ cũng đồng ý cho cái đường cao tốc này vào trong giai đoạn 21-25 này. Và thủ tướng chính phủ còn chỉ đạo rằng là Bình Phước và Đắk Nông sẽ làm sớm và con đường này sẽ hoàn thành trước năm 25. Đường đi qua huyện Đắk Lắk là gần như hầu hết. Do đó mà cái việc giải phóng đền bù để mà lấy đất để cho đường cao tốc đi qua rất ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, phải nói thế, các cái hoạt động của huyện Đắk Lắk. Do đó tôi mong rằng là trước hết là nhân dân phải đồng thuận cao, tất nhiên trên cơ sở là đền bù giải phóng phải đúng quy định pháp luật. Chiều ngày 6 tháng 5 năm 2022, tại hội nghị bàn các giải pháp quản lý triển khai các nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, công tác quản lý xây dựng đất đai, công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười tiếp tục có chỉ đạo đối với các ngành địa phương việc giải phóng mặt bằng liên quan để triển khai thực hiện dự án cao tốc. Riêng về cái mặt bằng á, thì các ông chí ưu tiên chúng tôi số 1 là gì? Là tuyên truyền để bà con hiểu được cái giá trị của nó, làm con đường sẽ được cái gì? Làm quảng trường sẽ được cái gì, làm công viên được cái gì, xây dựng công trình này bà con sẽ được cái gì. Trong tương lai cái đường cao tốc cũng thế, chúng ta lấy tuyên truyền làm chính. Riêng giải phóng mặt bằng đề nghị các đồng chí chúng ta phải tính toán hai phương án: một, tuyên truyền vận động; hai, tổ chức cưỡng chế. Nói như vậy thôi, hai cái này song song cùng lúc, cứ tuyên truyền thì cứ tuyên truyền, mà tuyên truyền vận động không được thì mình bây giờ phải một biện pháp thứ hai là phải cưỡng chế thôi, chứ có cách nào khác. Muốn như vậy thì phải làm nó đúng và chính xác. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay các ngành chức năng và địa phương có cao tốc đi qua đang khẩn trương thực hiện các phần việc đảm bảo triển khai dự án nhanh và hiệu quả. Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp chỉ đạo các phòng ban liên quan
điều tra khảo sát các khu vực có nguồn vật liệu đất đắp, mỏ vật liệu xây dựng khác để thi công đường, tham mưu trình cấp có thẩm quyền đưa vào quy hoạch trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất trong việc kê khai, kiểm đếm, xác nhận thời điểm, khối lượng xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, điều tra về nhân hộ khẩu để lập phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư sau này. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp và thành phố Gia Nghĩa tiến hành bay chụp theo hướng tuyến đã quy hoạch, bàn giao cọc mốc, tọa độ cọc mốc, tổ chức rà soát, kiểm tra cọc mốc, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ cọc mốc, giữ nguyên hiện trạng. Thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh về cái đường cao tốc ấy, thì báo cáo là với chủ tịch với các đồng chí lãnh đạo là ngay sau khi có thông báo ấy, thì huyện đã tổ chức họp tất cả các phòng ban liên quan, họp với 6 xã. Đấy, hiện nay là trên địa bàn huyện ấy là có 6 xã cái đường cao tốc đi qua, chiều dài khoảng trên 30 cây số. Đấy thì hiện nay là nhiệm vụ thì huyện đã giao rất cụ thể, tập hợp hệ thống pháp lý, tổ chức bay flycam toàn bộ tuyến và tổ chức là đi quay phim chụp hình toàn bộ cái phạm vi quy hoạch này, và huyện sẽ tổ chức công bố quy hoạch đến từng xã. Báo cáo các đồng chí là bây giờ mới công bố quy hoạch đấy. Đấy. Thì như vậy sẽ công bố trên 6 xã. Và cái nội dung này ấy, thì huyện đã thực hiện cam kết là sẽ đến ngày 21 tháng 5 này sẽ xong cái việc công bố quy hoạch này. Tuyến cao tốc Gia Nghĩa Đắk Nông Trơn Thành Bình Phước được triển khai thực hiện đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển cho hai địa phương, hai tỉnh và sẽ kết nối các tỉnh Tây Nguyên với khu vực Đông Nam Bộ.